Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, xác định tính chất tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng, thành ủy Tân An tổ chức sơ kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư trên địa bàn thành phố Tân An. Theo chỉ tiêu thực hiện chương trình 06 giai đoạn 2020-2025, thành phố Tân An sẽ giải phóng mặt bằng 29 công trình dự án trọng điểm với trên 44.000 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng, tổng diện tích thu hồi trên 3.300 ha, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ trên 23.000 tỷ đồng. Kết quả thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 của chương trình 06, thành phố đã thực hiện thu hồi đất được trên 139 ha trên 6 dự án. Trong năm 2024, thành phố Tân An tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án khu tái định cư Bình Tâm, khu đô thị khu dân cư, công ty Thuận Phát, khu phường 4, phường 6 và các công trình còn lại theo kế hoạch, và đó hoàn thành chỉ tiêu giải phóng mặt bằng 2024 theo kế hoạch đã đề ra. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Tân An đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư trên địa bàn thành phố Tân An. Liên quan đến lĩnh vực dân số gia đình, dựa theo thông tư 01 của Bộ Y tế, tỉnh Long An là một trong 21 tỉnh thành trong cả nước thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ khai con trước 35 tuổi. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An có nghị quyết 05 quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025. Đối với tập thể xã Phường Thị Trấn, 3 năm liên tục đạt và dược tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ hai con, được thưởng bằng tiền hoặc hiện vật trị giá 200 triệu đồng. Xã phường Thị Trấn 5 năm liên tục đạt và dược tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ hai con, được thưởng bằng tiền hoặc hiện vật trị giá 300 triệu đồng. Đối với cá nhân, căn cứ vào thực tiễn, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Tân Thạnh hiện có 13 trạm y tế xã thị trấn, hai cơ sở trung tâm y tế. Hệ thống này trong nhiều năm qua đã giúp các đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn huyện Tân Thạnh thực sự phát huy được vai trò là lá chắn đầu tiên người gác cổng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ở các vùng nông thôn vùng khó khăn, trạm y tế xã có vai trò rất quan trọng là điểm đến đầu tiên được người dân tin tưởng lựa chọn khi đau ốm. Trạm y tế xã Nhân Hòa Nạp hiện có 6 y bác sĩ, bình quân mỗi tháng thực hiện khám điều trị bệnh cho trên 3.000 lượt bệnh nhân. Trạm luôn đảm bảo trực 24 trên 24 giờ mỗi ngày để đón tiếp người bệnh đến thăm khám và tổ chức sơ cấp cứu chuyển diện kịp thời chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên trạm y tế còn duy trì tốt các hoạt động phòng chống dịch tổ chức tiêm chủng mở rộng vệ sinh môi trường y tế trường học ngoài ra thì trạm y tế còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chức năng cung cấp thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Những năm qua, trạm y tế xã Kiến Bình luôn nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế dân số. Y tế cơ sở đang dần chuyển mình khi thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Mặc dù địa bàn ở khá gần các cơ sở y tế tiến trên nhưng người dân khi mắc các bệnh như đau đầu, đau bụng, tăng huyết áp, bệnh lao tâm thần và một số bệnh liên quan đến hô hấp hoặc cần sơ cứu đều tìm đến trạm y tế xã. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của người dân đối với hoạt động của trạm. Với việc triển khai nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tại 100% trạm y tế xã thị trấn đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe, nhất là ở dùng sâu, dùng xa, dùng khó khăn. Trạm này thì bác sĩ y tá là cũng như nhiệt tình, bệnh nhân mình cũng chú đáo, thuốc men cấp nào là từ nào tôi hết thuốc lại thăm lại khám đo với áp đường à, bình thường cảm ơn các tạm ở đây thì ở đây cái tạm khám tôi bị huyết áp như khớp đó thì bác sĩ kia cũng khám rồi cho thuốc về uống thì cũng đỡ giảm đỡ, đỡ gì đó vui vẻ là kia cũng bệnh nhân đó Nâng cao chất lượng phát huy vai trò các trạm y tế tuyến xã là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, giúp phát hiện bệnh sớm, tiết kiệm thời gian chi phí cho người bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội phát đi cảnh báo tháng 4 và tháng 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch. Những tuần gần đây, dịch tay chân miệng tại Hà Nội đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận thêm 195 ca mắc tay chân miệng, tăng 34 ca so với tuần trước đó, có thêm 8 ổ dịch. Hiện nay, còn 10 ổ dịch đang hoạt động tại các quận quyện, Ba Dị, Thanh Oai, Phúc Thọ, Quảng Mai, Nam Tự Liêm, Hai Bà Trưng. Để tăng cường công tác phòng dịch, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã tập quấn hướng dẫn giám sát và phòng bệnh tay chân miệng cho cán bộ y tế các quận quyện thị xã, đồng thời kiểm tra giám sát công tác phòng chống bệnh tại các quận quyện. Sở Y tế thành phố cũng chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động xử lý dịch triệt để, tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh này tại các trường mầm non, mẫu giáo có ca bệnh ổ dịch, không để dịch lây lan trọng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thời gian qua mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã làm tốt việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về nông thôn mới nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương trong tỉnh còn phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng nhiều mô hình thiết thực và vận động người dân tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đóng góp đất ngày công lao động, sửa chữa nâng cấp đường cầu giao thông nông thôn. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã vận động xây dựng được hai cây cầu gần 7 km đường giao thông trồng hơn 300 cây xanh với tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có khoảng 5.300 km đường giao thông nông thôn, trong đó đường nhựa hơn 40 km, đường đá dăm hơn 1.200 km, đường bê tông gần 1.500 km. Nhiều tuyến đường đã được chính quyền toàn thể các xã nâng cấp mở rộng và trồng cây xanh, qua lắp hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo hiệu đường bộ theo chương trình nâng cao tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến công khai đối với dự thảo nghị định của chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG nghị định này quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và lng áp dụng đối với các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên và lng theo đó với các nhà máy điện khí sử dụng lng nhập khẩu các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư dự án nhà máy điện sử dụng lng phải chủ động thực hiện các dự án đã có trong quy hoạch điện theo đúng quy định đảm bảo hiệu quả thống nhất việc các doanh nghiệp phải chủ động đàm phán, ký kết và chịu trách nhiệm về các hợp đồng thỏa thuận thương mại. Chính phủ đồng ý nguyên tắc cơ chế chuyển ngang giá khí sang giá điện của các nhà máy điện. Kể từ ngày 26 tháng 4, nhà đầu tư sẽ tiến hành thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Theo đó, mức phí cao nhất dưới xe dưới 9 chỗ toàn tuyến là gần 82.000 đồng một xe, cao nhất 311.000 đồng dưới xe tải trên 18 tấn và xe container 40 feet. Dự kiến cuối tháng 4, tuyến cao tốc liên kỳ là Cam Lâm Chỉnh Hảo cũng dần hành góp phần đóng mạch đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dài nhất ở khu vực Đông Nam Bộ và Duyên Cải miền Trung và khoảng 400 km từ thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang Khánh Hòa. Thưa quý vị, với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, các doanh nghiệp du lịch khách sạn đang chuẩn bị nhiều sản phẩm hấp dẫn, quan trọng phong phú để đáp ứng nhu cầu du khách trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục, các doanh nghiệp du lịch kỳ vọng sẽ đón được lượng khách lớn trong những ngày đầu mùa hè. Đặc biệt bằng các chương trình kích cầu thu hút khách du lịch lần này, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị mới mẻ cho du khách. Tại tỉnh Long An, đi đoàn Lao động quyền Bến Lức phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Trường Thanh quyền tổ chức giải chạy bộ bước chân người lao động khỏe để lao động sản xuất năm 2024. Giải thu hút gần 250 vận động viên tham gia là đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quyền. Giải chạy bộ chia làm hai hạng mục gồm cự ly 2 km dành cho nữ và 3 km dành cho nam. Giải chạy bộ bước chân người lao động khỏe để lao động sản xuất năm 2024 là một trong những chuỗi nằm trong các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2024. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, 1 tháng 5 1886, 1 tháng 5 2024. hôm qua israel tuyên bố sẽ chống lại bất cứ sự trừng phạt nào nhằm vào các đơn vị quân đội của nước này sau khi truyền thông đưa tin mỹ có thể áp đặt các biện pháp này đối với quân đội israel trong tuyên bố thủ tướng israel benjamin netanyahu khẳng định nếu bất cứ ai áp đặt trừng phạt nhằm vào lực lượng phòng vệ israel thì ông sẽ đấu tranh bằng tất cả sức mạnh của mình ông khẳng định người dân israel đều đoàn kết ủng hộ lực lượng phòng vệ israel trên mặt trận chính trị Trước đó, hãng tin Axios đưa tin Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tỷ đoàn Nesa Yehuda, vốn đang hoạt động ở bờ Tây vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei hôm qua đã bày tỏ đánh giá cao thành công của các lực lượng vũ trang nước này. Đây là bình luận đầu tiên của ông Khamenei về cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Iran và Israel mới đây. Phát biểu trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự Iran, ông Khamenei đã biểu dương quân đội nước này về thành công trong các sự kiện gần đây. Ông cho rằng quân đội Iran đã cho thấy năng lực và sức mạnh của mình trên trường quốc tế. Ông Khamenei nhấn mạnh, số lượng tên lửa phóng đi và bắn trúng mục tiêu không phải là vấn đề quan trọng mà điều quan trọng là Iran đã thể hiện quyết tâm thông qua hoạt động này, ông cũng kêu gọi quân đội không ngừng đổi mới và nghiên cứu các chiến thuật. Hôm qua, cử tri Ecuador đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân về đề xuất siết chặt các biện pháp chống tội phạm. Cuộc trưng cầu ý dân diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực đang gia tăng ở quốc gia Nam Mỹ này gần 13,6 triệu cử tri trong tổng số 17,7 triệu người Ecuador đi bỏ phiếu về các biện pháp chống tội phạm. Cử tri Ecuador đã yêu cầu bỏ phiếu và đề xuất mở rộng quyền lực của quân đội và cảnh sát, siết chặt kiểm soát súng đạn và áp đặt các sự trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với chủ nghĩa khủng bố và buôn lậu ma túy. Ngoài ra, các biện pháp mới cũng có đề xuất thay đổi hiến pháp. Theo đó, các đối tượng là công dân Ecuador ở nước ngoài bị truy nã, vì các hành vi có liên quan đến tội phạm có tổ chức có thể bị dẫn độ. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết, kết quả của cuộc trưng cầu ý dân lần này sẽ xác định chính sách của nhà nước nhằm đối phó với bạo lực và tội phạm có tổ chức ở quốc gia này. Trong bối cảnh nhiều tỉnh thành trên khắp Thái Lan đang trải qua đợt nắng nóng cực độ, Giới chức nước này đã đưa ra một số khuyến cáo về sức khỏe đối với người dân, cũng như các biện pháp ứng phó với nắng nóng. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thái Lan, 15 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Bangkok, sẽ ghi nhận chỉ số nắng nóng cấp độ đỏ, tương đương mức cực kỳ nguy hiểm cho đến ngày 27 tháng 4. Các quả khảo sát của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho thấy, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa và chuột rút là ba triệu chứng y tế hàng đầu mà người dân thường mắc phải trong mùa hè về kế hoạch bảo vệ sức khỏe hầu hết những người tham gia khảo sát đều cho biết họ cố gắng sử dụng thực phẩm mới nấu thường xuyên rửa tay để ngăn ngừa tiêu chảy cũng như uống nước liên tục do chỉ số nắng nóng cao ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe bộ y tế công cộng thái lan cũng cảnh báo người dân về nguy cơ say nắng với các triệu chứng như nhiệt độ cơ thể tăng giọt nhức đầu chóng mặt nôn mửa bất tỉnh hoặc thậm chí tử vong trong một số trường hợp nếu thấy những người có những triệu chứng này cần nhanh chóng chườm đá hoặc giải làm mát lên cơ thể, đặc biệt là sau gái, nách và háng để hạ nhiệt độ cơ thể trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Hôm qua, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về mưa bão khi những trận mưa lớn dự kiến sẽ trút xuống nhiều địa phương ở nước này. Đây là mức cảnh báo nguy hiểm thứ hai trong thang cảnh báo thiên tai 4 cấp độ của Trung Quốc. Cụ thể, từ tối 21 tháng 4 đến tối 22 tháng 4, dự báo sẽ có mưa lớn và bão lớn ở các khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến và Triết Giang. Đặc biệt, một số vùng ở Quảng Đông được dự báo sẽ hứng chịu mưa xấu xả với lượng mưa từ 100 đến 180 mm. Chính quyền địa phương được khuyến cáo giảm cung cấp điện cho các thiết bị ngoài trời và đình chỉ các hoạt động bên ngoài ở không gian rộng trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc cũng đề xuất các địa phương triển khai các biện pháp thoát nước cần thiết ở các khu vực đô thị và đất canh tác nông nghiệp đồng thời đề phòng các thảm họa có thể xảy ra như lũ quét sạt lở đất trước đó mưa bão cũng gây nhiều thiệt hại tại một số khu vực thuộc tỉnh quảng tây Hàng trăm tín đồ công nghệ đã chờ đợi trước các cửa hàng của Huawei tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc với mong muốn trở thành những người đầu tiên sở hữu Bora 70, mẫu smartphone mới nhất của hãng này. Khoảng 100 khách hàng đã xếp hàng từ sáng sớm tại cửa hàng của Huawei ở Thâm Quyến để có thể tận tay trải nghiệm những tính năng mới nhất của Bora 70. Các cửa hàng Huawei tại Bắc Kinh và Thượng Hải cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Dòng sản phẩm Bora 70 có 4 phiên bản gồm bản thường, Plus, Pro và Ultra với giá khởi điểm là 5.499 nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 19 triệu đồng Việt Nam và sẽ tăng dần theo mỗi phiên bản và tùy chọn cấu hình. Cả bốn phiên bản đều sử dụng dòng chip Kirin được hỗ trợ kết nối vệ tinh, tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo cùng camera có độ phân giải 50 megapixel. Trong ngày 18 tháng 4, Huawei bắt đầu mở bán Pura 70 phiên bản Pro và Ultra, trong khi bản thường và Plus sẽ được lên kệ vào ngày 22 tháng 4.